À, như bạn đã biết là lớp mình hiện tại là cũng đã đến giờ học rồi và chúng mình cần phải thế nào nhỉ? À, tắt mic rồi đúng không? Tuy nhiên dạo gần đây trước buổi học thì chúng mình vẫn chưa thể nào mà vào lớp học được nhá, tại vì cô muốn giới thiệu cho con một cái việc mà rất là hay luôn đang diễn ra trong cộng đồng nhóm mà các bạn hình như là chưa biết rõ đúng không nhỉ? Và có một bạn đang đang 3 tuổi chuẩn bị học vô đây. Can you see the screen now? Các bạn có nhìn thấy trên màn hình không nhỉ? Trên màn hình hiện tại bây giờ là nhóm Zalo của cô Ngọc nhá. Dạ, hơi lâu lâu rồi chúng mình chưa có bài tập tại vì là có rất nhiều bạn nhắn tin cho cô bảo là con nhiều bài tập quá. Tuy nhiên là bài tập đến đâu thì bài tập chứ đúng không? Mình đã có một cuộc thi siêu 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 vui. Một cuộc thi mà có thể mang về cho bố mẹ một cục tiền rất lớn. Nào, các bạn đã để ý cái chương trình của Super Kids My Historics rồi nào? Yes. Yes or no? Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Đây là một cuộc thi rất lớn của Pantado nha, lớn hơn cả cái cuộc thi The Super Kids The Moonlight luôn. Các bạn nhìn nào, look at this. It's fun, right? Đây là một cuộc thi thuyết trình thôi, cũng khác gì, cũng không không khác gì các cái cuộc thi thuyết trình khác của Pantado cả. Tuy nhiên là nó là nói về gì nhỉ? Cái cuộc thi này nói về gì nhỉ? Các bạn có comment cho cô không? Các bạn vẫn chưa rõ thể lệ ư? Oh no, is that a pity? You know, that's a pity. Có bố mẹ đúng không? Có bố mẹ mình phải bảo thì bố bố mẹ mình phải bảo thì mình mới biết chứ, nhiều bạn muốn tham gia bây giờ mới bảo ôi cô ơi sao mà cái gì này đúng không? Rồi thế bây giờ cô sẽ nói qua về cái cuộc thi này nhá, được không nhỉ? Cuộc thi này thì thực sự là sẽ kích thích cái sự sáng tạo và trải nghiệm của các con trong quá trình học tập. Right. Cái thể lệ chủ đề mà mình có thể nói là kể về những sự kiện lịch sử mà con cảm thấy hứng thú nhá, ấn tượng và đáng nhớ nhá. Các bạn có thích lịch sử không? Các bạn đã có thể nhảy trong đầu mình một sự kiện lịch sử nào đó mà các bạn cảm thấy là các bạn cảm thấy là mình muốn kể về không? Mình ấn tượng không? Right, thì các bạn phải nhớ nhá. Nào, nhớ này, chủ đề thi là kể về những sự kiện lịch sử mà con cảm thấy hứng thú, ấn tượng và đáng nhớ nhá. Right. Sau thì mình sẽ nộp bài như sau. Mình sẽ nộp bài dưới dạng video này. Mình kể về cái chủ đề đó và sau đó mình nộp ở trên nhóm gì giỏi tiếng Anh cùng con nhá. Và đương nhiên rồi, cái cuộc thi này không không chỉ là mình tổ chức ra chỉ vì là mình luyện tập đâu, mà đây cũng là một cuộc thi cũng như là thường niên để có thể cho các bạn có một cái sân chơi mình đánh giá cái mức độ học tập của mình trong quá trình học tập tại Pan, dù là lớp cộng đồng hay là các bạn học một một đi chăng nữa thì khả năng của chúng mình thì cũng cần được đánh giá thường xuyên. Không phải là từ này nghĩa là gì đâu, nó cũng không chỉ dừng lại là từ này nghĩa là gì mà các con phải luyện tập sử dụng tiếng Anh như nào. Và nhớ là nhắc bố mẹ là lên nhóm Zalo để có thể xem rõ hơn về thể lệ chương trình để mình còn dự thi nhá. Ok không nào? Right. Nó sẽ rất là khó cho các con nếu các con tự mình xem thể lệ đúng không? Nó sẽ hơi khó. Vì vậy là các bạn nhớ bảo bố mẹ nhá, là bố mẹ ơi ở trên nhóm Zalo của cuộc thi rất là hay mà con chưa rõ cho nên là bố mẹ phải mở ra cho con xem như thế nào nha. Got it? Got it? Giải nhất 3 triệu và 3 phiếu bốc thăm. Phiếu bốc thăm khá thú vị. Lần này phiếu bốc thăm là sẽ là phần thưởng học chính tại Pantado ấy. Không đùa đâu. Right? Nào bây giờ chút nữa sau giờ học thì mình sẽ bảo bố mẹ mở lên trên nhóm Zalo của cô nhé để xem là cái cuộc thi đấy như thế nào nha. Thế cô chỉ bật mí có 2 điều thôi, một là cơ chế, hai là giải thưởng rất lớn. Còn đâu các bạn xem chi tiết các bạn sẽ lên nhóm Zalo xem nha. Và bây giờ chúng mình sẽ dành thời gian để mình tiếp tục bài học ngày hôm nay. Nhớ vừa rồi có bạn hỏi cô là Hey teacher, what will we study today? Oh, today we will study about an interesting topic about the codes, right? Can you see the screen? Can you see the screen now? Yes or no? Can you see the screen? Các con có nhìn thấy trên màn hình không? Yes. Yes or no? Có.
À, các bạn nào hôm trước mình đã đi đến chủ đề animals rồi này, mình đã có qua chủ đề số điểm numbers from 1 to 20 rồi đúng không? Colors thì cũng đã qua rồi, học rất nhiều lần rồi, chắc chắn là không đi lại nữa. Và hôm nay mình sẽ đến chủ đề clothes nhá. Yes, here we go. Một số các bạn thì bạn nào mà có cốc nước thì phải đem nước ra đây nha. Bạn nào mà có tờ quyển sách quyển vở để ghi bài thì cũng phải ghi vào nha. Chứ không phải là ngồi yên ở trong lớp xong rồi không ghi bài ghi chép gì đâu là không có học được đâu nha cưng. Right, the first word today I want to show you is a dress. Look at this. Dress. Dress. Here, this is the dress. Cái váy, nếu mà các bạn học là the dress is cái váy in Vietnamese thì các bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn rất nhiều loại váy với nhau. Thì bây giờ cô chỉ muốn nói là chiếc váy với cái cụm từ dress diễn tả là một chiếc váy liền, được không nhỉ? Váy liền từ trên xuống dưới mà các bạn mặc, nữ mặc rất là xinh. It is a dress. And how can we spell it? Mình đánh vần như nào nhỉ? Các bạn thử đánh vần là tự đánh vần nào. D R E S S Okay. D R E S S, right? Is a dress. Good choice. And now, có bạn nào thích mặc dress không? Who wanna wear a dress? Who want it? Who want it? Yeah. Có thể các bạn nữ comment rất nhiệt tình luôn. That is dress. No, mấy bạn nam no. Okay, next one. Nào, bây giờ một cái thứ mà rất quen thuộc luôn ý, đó là Glasses. glasses. Nào, trong lớp mình có bạn nào wear glasses? Raise your hand. Bạn nào wear the glasses? Raise your hands, please. Bạn nào? Who? No. Yes, here. I am wearing glasses. Đến cô cũng đang wearing glasses đây. Cô đang wearing glasses. And how about you? Glasses. Nào, dành cho những bé mà chưa biết cách viết từ glasses cũng như là từ này hơi mới thì các bạn nhớ dở quyển vở ra nhá. Hoặc là dở tờ giấy A4 ra mình vẽ sơ đồ tư duy nhá. G G L L A A S S S E E S S glasses. glasses. Okay. One more time. We have G L A S S E S glasses. glasses. Good job. No glasses. Con ở Quảng Ninh nhưng con phải học con cao độ ở Hà Nội. Chà, rất 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 là tiềm năng nha. Yes. Cô có glasses. Yes, of course. Here I got the glasses. It's so thick. Cô có một cái quả glasses, người ta gọi là mẹ cô thì hay trêu đây là cái gì nhỉ, cái đít chai ấy, cô lắp hai cái đít chai vào mặt. Đấy, đây là một quả glasses được chưa nhỉ. Next one. Oh, who can tell this? Who can tell this? Ha, hat. Good job. Hat. 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 Mẹ cô chưa buồn cười. Oh my god, mẹ cô có những cái câu nói mà không thể đỡ được đâu. Now, okay, next one, we Hat. have hat. It's a hat, right? We wear a hat on our hat, right? We have a hat on our head. Mình đội cái mũ ở trên đầu, right? Can you spell it? Bạn nào không biết viết từ, làm ơn đánh vần cho cô nào. One. H A T hat. Eight. A T hat. Oh, chữ hat này thì đây chẳng qua là hình ảnh minh họa thôi, chứ thực ra là nó cũng diễn tả cả cái mũ lưỡi chai này, hoặc là cái mũ, những cái mũ đội đầu nói chung ấy thì mình đều gọi là cái hat hết. À, cô thấy Hoài Anh đang có một chiếc hat rất là xịn ngầu. Ok, Hoài Anh Patado, Hoài Anh này có xem nào. Nào, thế bây giờ nhá, giả dụ mà bây giờ mà mình mà có cái cuộc đua mà bây giờ cô dở ra, xong các bạn cứ có một cái gì đó đọc lên đây, các bạn lấy ra các bạn mặc vào thì chút nữa thì thành quả của chúng mình sẽ có cái gì nhỉ, có nghĩa là các bạn mặc hết những cái thứ mà có diễn ra ở trên này
Thế nó sẽ mình sẽ có những cái gì ở trên người mình nhỉ? Mình sẽ thành cái gì ta? Các bạn có muốn thử không? Wanna try it? Okay, next one we have a jacket. Next one, have a jacket. Ah, wow. Do you want to wear a jacket? Các con có muốn wear một cái jacket không? Thời tiết Hà Nội hiện nay nói riêng và thời tiết cả Việt Nam mình nói chung là nó đang hơi rét rét một chút ở khu vực miền Bắc đúng không nhỉ? Đấy, các bạn phải wear jacket mà nha, không là wind là thổi bay người đó. Right. Jacket. Jacket. Now one more time we say Jacket. jacket. Now dành cho những bạn chưa biết viết các bạn đánh vần dùng giúp cô nha, đánh vần cùng cô nào. J-A-C-K-E-T. Jacket. Okay, we have J A C K E T. Wow, it's a jacket. You know, it's a jacket here. Can you tell me, cả lớp nào có thể comment cho cô nào, what color is that jacket now? What color is that jacket? Can you show me? Can you tell me what color is a jacket here? Các bạn có thể nói cho cô nào, what color is a jacket here? Comment for me, please. À, Thiên Ân là xin mời Thiên Ân. Ok, orange, chính xác. Yes, it is orange. It's orange. Các bạn có thể ngồi luyện tập nói cho cô nhỉ. I have a jacket and it's orange, right? I have a jacket and it's orange. Good job. And now, các bạn đã ghi bài xong chưa nhỉ? Mình ghi từ jacket nhá. Cô đọc lại một chút nào. J A C K E T. We have a jacket. And now, next one. Mình đã có jacket rồi đúng không? Outfit của chúng ta ngày hôm nay là bạn nó mặc một cái dress ở ngoài rồi này. Hôm nay bạn lại đeo glasses đúng không? Giống như cô cũng đang có một cái dress. Right? Cô cũng đang có một cái dress. Cô cũng đang wear glasses. Nhưng mà cô đang không có mũ. Cô cũng đang không có hat. Và cô cũng chả có jacket đâu. Thế bây giờ tiếp theo là xem là cái này có bạn nào có nhỉ? Jeans. Jeans. Okay, jeans. 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 Okay, jeans. Jeans. Right, it's purple, right? À, các bạn có thắc mắc là tại sao mà rõ ràng đây là một cái quần mà nó lại có chữ E ở đây không? Tại sao nhỉ? Tại sao lại phải là jeans mà lại không phải là jean nhỉ? You know what? À, tại vì là theo quy chuẩn thì cái jean này được cộng bởi hai bên quần đúng không nhỉ? Nó là có hai cái ống quần. Nó là hai bên quần vì vậy. À, Khánh Vân rất rất cảm ơn luôn. Khánh Vân đã giải thích cho các bạn rồi, là bởi vì cái quần nó có hai ống. Nó được cộng bằng một cái quần được cộng bởi hai cái ống quần vì vậy là nó phải nói là jeans. Ôi dồi ôi, cái câu này hỏi này dễ quá, hỏi các bạn sau này các bạn lại biết hết rồi, mình hơi quê. À, ok, quần hai ống, có thấy cả lớp comment là nhắc nhở là quần hai ống, quần có hai ống. Cô ơi, rất đáng yêu, rất giỏi. Chính xác là các bạn đọc lại cho cô nhá. We have Jeans. jeans. Ok, one more time. Jeans. Jeans. À, dành cho những bé cưng của cô, những cái bạn mà 5 tuổi hay là 6 tuổi mới đang học tiếng Anh, các bạn có thể viết vào cho cô nha. Đánh vần nào. We have J J-E-A-N-S E S. One more time and slower. J E A and S. We have jeans. Good job. Do you wanna wear jeans? Các bạn có muốn mặc jeans không? Oh my god. Do you wanna wear jeans? No, Linh will say no to jeans. Why? Why do you don't wanna wear jeans? Why? No, why not? Tại sao không thích mặc? Oh, it's hot. Linh will say to me that it's hot. And very, very hot. Yes. Phạm Khánh Hà bảo yes. Gia Ân bảo yes. Xem coi. Duy Thắng bảo no. It's hot. À, đa số các bạn nhắn cho cô là các bạn không thích mặc jeans bởi vì nó khá là nóng. By the way, it's kind of right, right? Cô bởi vì cô khá là mập cho nên là
You know, I am not suitable with jeans, you know. I am not suitable with it. Chính cô là cô cũng không phù hợp với cái quần jeans này đâu. Cô chỉ mặc dress hoặc là cô mặc pants thôi. Và đây là cô sẽ mặc cái pants này này. Đó, cô Ngọc là béo, chubby. Cho nên là cô Ngọc chỉ có mặc pants thôi. Các bạn thì sao nào? Yeah, do you want to wear pants? Pants? Pants. Good, pants. Con thấy cô có mập đâu. Oh no, I'm so fat. You know, I'm a chubby girl. Cô là một cô giáo rất là chubby đó. Giống như bạn gấu ở đằng sau ấy kìa. You know what? Nếu mà các bạn nào mà học lâu cô thì các bạn sẽ nhận biết là here it. You wake up. Here. He's here, right? Cô trông nó như kia kìa. Trông cô ở ngoài y hệt luôn. I don't wanna see it. I will show you clothes about this cat right here. Here. This is my face, my real face on our environment of living in the real life. Right? Ở ngoài cô trông như thế này luôn và đặc biệt là béo như bạn này luôn. Thế mà bạn nào bảo là cô ơi, trông cô không có béo lắm thì no, I'm the same size with him, you know. And now I will put him on my back here and look our glasses here. Các bạn có muốn cho meo meo học không? Here. Yeah, this is diet, right? And then we come back to our class. Oh, don't mess with him, right? Không tập trung vào con meo meo nha, cho meo meo ngồi đấy, meo meo học sau cũng được. Ok, đó nha. Rồi, bởi vì các con nhìn thấy không, cái bạn meo meo như thế này, cô cũng như thế này. Thế là cô không mặc được quần jeans đâu, mà cô chỉ mặc được pants. Pants thôi, oh my god. My pants is my cutest way to wear, right? Pants, ok. Dành cho những bé nào mà chưa biết viết thì chúng mình sẽ viết là P-A-N-T-S, pants. Pants. P-A-N-T-S, pants. Pants, good job. À, một số bạn đọc là cô ơi, cô sao nhỉ? Ừ, cô ơi, con muốn mặc cái pen. Xong rồi cô tưởng là ô, thế con muốn mặc cái pen là cái này hả? Không, cô ơi, con muốn mặc pen. Cô bảo, ủa, là cái này phải không? Cái bốt không? Chả ai mặc được cái bốt cô ạ. À. Con muốn mặc cái gì? Con muốn mặc cái pen. Ôi trời ơi, thế là cô phải mất đâu đó 5 phút đồng hồ để cãi nhau với học sinh của cô. Và cuối cùng là cô mới nhớ ra là a, nó là cái pants. Ok, you know what? Pants. Phải có tờ sờ đằng sau thì nó mới là cái quần, con hiểu không? Còn nếu mà các bạn đọc là pen thì chắc chắn là cô Ngọc sẽ đem cho các con một đống bút ra để cho con mặc vào. Ok. No one wear pen. It's a pants. You know what? You need to remember this. Here. The cat is so cute. Oh, thank you. Yeah. Hey, cat. They said you that you're so cute. Hey, come here. À, có bạn xem khen nó xinh ấy, thì cô lại phải nói nó. Đó. Here. Okay, look at this. Yeah. Nhớ nhá. Khi mà các bạn học ấy, mà các bạn mà bỏ mất cái âm mà T với S này của cô thì chắc chắn là chúng mình là sẽ chỉ được cầm cái bút thôi. Chứ mình là không được cái quần đâu. Ha, cho các bạn cẩn thận nhá trong quá trình học tập nhá. Mình đọc đúng nào. Pants. Good. Here we go. Here. Good choice. Dành cho những ba em bé nhỏ nào, các bạn là nếu mà bạn nào mà có em bé nhỏ đang học lớp của cô nhá thì hãy giúp các em là viết bài được không nhỉ? Viết bài hoặc là làm flashcard đúng không? Hay là tạo stick girls đấy, hoặc là mình làm sơ đồ tư duy đúng không nhỉ? Trời ơi, chứ không có ngồi đây xong xem hôm sau quên mất bài chết tòi cô luôn. Ok, now here. Rồi, thế bây giờ cô Ngọc thì không wear được pants rồi. À, cô Ngọc wear được pants, cô Ngọc thì không mặc được jeans. Các bạn để chút nữa comment cho cô để cô biết nhá. Tiếp tục nào. Cái này thì chắc là bạn nào cũng thích luôn. Here. It's a purse. Purse. Okay, do you want to wear a purse here? You want to wear the purse? Purse? Oh no, you don't want to wear the purse here? Các bạn không thích dùng purse ha? Cái purse rất là đẹp mà. Here is the purse, right? No, I have a purse here. Look at this. My purse is black here.
How about you? How about all of you here? What color is the purse here? Do you have any purse? Cô cũng có một cái purse này, nhưng cái purse của cô là bằng vải. Bằng vải đúng không? Mình sẽ wear cái purse như thế này đúng không nhỉ? Yeah. How about that? We have a purse here. Do they have any purse? Yeah, here we go. Nào các bạn nha, nếu bạn có purse thì các bạn sẽ lôi purse ra nha, còn không thì thôi nha. Good job. Nào rồi, các bạn có purse. Cái gì? Ai kia. Yes, here. Bạn nào mà comment mít đặc cái nha. Thầy Vương chuẩn bị đấy. Mít đặc cái trêu cả lớp thầy. Nào, dành cho những bạn mà chưa biết đánh vần hay là mình chưa biết viết nha, thì mình sẽ như nào nhỉ? Spelling it. P-U-R-S-E. P-U-R-S-E. Và đây là một từ có một âm tiết. Purse, right? It's a purse. Purse. Okay. Có thể là các bạn không thích cái purse thì mình sẽ tiến đến một cái mà các bạn thích hơn. À, cái này thì chắc chắn là ai cũng có rồi. Do they have this? Do they have this? You don't have this? Okay, what is this? What is it? It's a shirt. It's a shirt. Okay, shirt. One more time, we have a shirt. One more time, we have a shirt. Yes. Ok, bây giờ chúng mình là đang đi học ở trường rồi đúng không nhỉ? Thì ở trường thì không thể nào mà mặc quần đùi áo cộc được. Mình phải mặc áo shirt đi học được chưa? Mình phải áo sơ mi, cổ cao, xong rồi mình đóng cổ này cho đẹp dai, xinh gái đúng không? Shirt, đúng rồi. Dành cho những bé xinh xinh mà chưa biết cách viết nha, mình cũng đánh vần nào. S-H-I-R-T shirt. Okay, we have S-H-I-R-T. Shirt. Nào, đây là một từ có một âm tiết thì mình vỗ tay một cái thôi để mình đọc nhá. Shirt. Here. Shirt. Next one. Cái shirt này thì đang có màu vàng nhưng mà cô thích cái shirt màu trắng hơn đúng không? Các bạn có thích shirt màu trắng không? The white shirt here. Có ạ. Okay. Thì nếu mà muốn nói là một cái áo sơ mi màu trắng thì we can say it a white shirt. Okay. White shirt. Còn đây là it's a yellow shirt. I don't like yellow shirt. I just like white shirt. Mặc đồng phục. Uniform. Good. I hear. Thế bây giờ mà mặc shirt rất là lịch sự rồi, chẳng nghe lại đi dép sỏ ngón. Đúng không? Bây giờ chẳng em mà mặc shirt đẹp trai xinh gái rồi xong thì mình lại đeo dép sỏ ngón à? No, we will wear shoes here. Shoe. Đây là chỉ có một chiếc shoe đấy nha, giống như kiểu là không biết sao, giống như kiểu là Bạch Tuyết đấy. À đâu, từ nhầm. Bây giờ các bạn tưởng tượng đến phim Cô Gái Lọ Lem hay là Tấm Cám ấy. Đấy, cô nhầm nhá. Tấm Cám đúng không? Thế là đi giải đầm đúng không? Đi giải đầm xong thì bị rơi một cái shoe xuống. Đấy, đúng không? Đấy, rơi một cái shoe ra. Thì đây là cái shoe này, rơi một cái giày nha. Đính chính lại là cô Tấm là làm rơi giày chứ không phải là rơi dép tổ ong nhá. Đính chính đấy. Rơi giày nha con. Một giày thôi đúng không? Một chiếc giày thì gọi là a shoe. Đúng không? Giống như kiểu là chiếc giày bị đánh rơi ra ngoài là một chiếc là shoe. À đấy, nhưng mà chỉ có Tấm thì mới đi giày cọc cạch thôi. Tấm thì mới bị rơi giày vớ va vớ vẩn. Tự nhiên là đi giày là bị rơi thôi, đi giải hội, đi giải đầm xong bị rơi giày, rơi cái shoe thôi. Còn thường thường là cô trò mình là đi là phải hai chiếc đúng không? Đúng rồi, mình đi hai chiếc giày thì mình sẽ gọi là shoes. Đấy, mình thêm S vào nha. Shoes, mình là đi hai chiếc này, hai nhân nó lên được chưa, thì nó là shoes. Nhớ nhá, chỉ có cô Tấm với cả cái bà Cinderella, cô gái lọ lem ấy, là đi giải đầm là mới rơi một chiếc thì mới gọi là shoe thôi nhá. Còn đâu là
Cô cho mình là cứ phải là 2 chiếc được không nhỉ? Thì không ai đi một chiếc hết. Here, here, here. Okay. Nào dành cho những bé mà chưa biết cách viết từ này nhé, thì cô đánh vần cho các con nha. S-H-O-E. Shoe. S-H-O-E. Shoe. Okay, shoe. Rất dễ đọc. Shoe. Good job. Ah, next one. I hear. I know that every girl will like it because it's the most pretty ever for girls or for boys as well. Mm-hmm. That's a skirt. 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 Ah, next one. Từ mới. Skirt. Nào, đây là một cái chân váy đúng không? Đây là một cái chân váy cái kiểu như cả là ở trên em mặc áo sơ mi xong ở dưới mặc chân váy đồng phục ý. We call it a skirt. Các bạn nào ở trong lớp mình là phải là mặc váy đồng phục không? Như kiểu là mặc chân váy đồng phục ở dưới này. Đúng rồi, Hoàng Thị Anh đi học mặc váy đồng phục chân váy đồng phục à? Các bạn nào mặc váy đồng phục nữa không? À, Hồng Phúc đi khi mặc váy đồng phục không? Khánh Vân có đúng không? Đâu rồi? Các anh già, anh chàng này mặc cái gì? Yes, yes, yes. Nguyễn Đức Phong mặc váy đồng phục á? Đức Phong mặc váy đồng phục á? Được cô Gen à? À, tôi lớp mình như là các bạn mặc... À, Xuân Bảo mặc váy đồng phục á? À, Xuân Bảo mặc quần đồng phục thôi. Mình chỉ mặc pants thôi, đúng không? Ngại quá. Sao mà? Đó, bạn Tạ Khánh Linh có mặc này. À, thế mình nhớ nha, để cô xem qua một lúc thôi. Chứ cô mở mà hết là hết giờ mất, đúng không nhỉ? Now we have a skirt here. It's a skirt. Look at this. À, cái skirt, các con nhớ là cái skirt này nó khác hoàn toàn so với cái từ dress. Cái skirt này nó khác hoàn toàn so với cái dress nha. Nếu mà các bạn mà học không kỹ thì sẽ bảo là ok, cái này đều là cái váy mà dùng từ dress hay dùng từ skirt đều được đúng không? Nhưng mà không, cái dress cô đã nói ngay từ đầu rồi. Nó là một cái váy liền từ trên xuống dưới. Đó, kìa. Nó là một cái váy liền từ trên xuống dưới giống như cô Ngọc đây. Yeah, that's the dress here. Nhưng mà nếu mà các bạn mặc một cái skirt ấy, thì nó chỉ có mặc từ đây xuống thôi, được không? Yeah. Con không thích mặc váy. Ừ. Okay. Okay, no problem. Here, now we have a skirt. Các bạn nữ đọc cho cô nào. It's a skirt. 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 Và các bạn đọc nhanh nó sẽ là skirt. Right. Dành cho những bạn mà chưa biết viết thì mình sẽ cùng đánh vần nha. S-K-I-R-T. Skirt. One more time we say. S-K-I-R-T. Skirt. Okay. Nào bây giờ mà mặc váy xong rồi đúng không? Thì rất là xinh xắn khi mà mình đeo thêm một đôi shorts, một đôi tất. Đó, rất hợp luôn, rất thời trang, rất fashion luôn. Thế bây giờ một chiếc tất nào we have? Sock. 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 One more time. Sock. Sock. Thế thường thường các bạn là có đeo tất không? Wear sock. Shock, yes. Nào, dành cho những bạn mà chưa biết viết nha. S-O-C-K. S-O-C-K. Sock. Shock, không đeo tất ta. Cũng không đeo tất bị trồi chân này. Không đeo tất bị trồi chân này. Đây, cô có tất. Here, it's the shocks. Tại vì cô có hai chiếc nên cô sẽ gọi là shocks. Ok, còn một chiếc sẽ đọc là shock. Shock. Hai chiếc sẽ đọc là shocks. Ha, đúng không nhỉ? Shocks. Chơi quiz gì đi cô. Có một cái hay hơn quiz gì nhiều. Nhưng mà phải để lớp mình ổn định đã. Được không nào? Lớp mình có muốn là có một hệ sinh thái riêng của lớp mình không? Giống như việc là ở lớp mình chỉ có lớp mình mới được vào thôi. Đấy, chỉ có lớp mình mới được vào thôi. Có, đúng không? Nhưng mà phải bảo bố mẹ vào Zalo đi chứ, bố mẹ mà không vào Zalo, bố mẹ quên là bố mẹ không đăng ký được thì cô cũng chịu nha. Chứ ít cơ, ok, dễ mà. Dễ lắm. Ok, next one we have. Cái gì đây? Yeah, look at this. Do you have any t-shirt? Nào, thế khác với cái shirt. Nào, cái shirt là cái áo sơ mi đúng không?
Thế con tưởng tượng nhá, cái áo sơ mi là nó có cúc này, sau đó có cái tay dài đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thiết kế lại nó lại là cắt hai cái tay đi, cắt hai cái tay dài đi, được chưa? Đấy, xong này mình sẽ, đấy, mình cắt tay vào rồi nhá, cắt tay rồi nhá, đúng không? Đấy, xong thì cái áo ở đây là mình không may cúc nữa. Đấy, thế là mình sẽ được một cái gì nhỉ? Mình sẽ được một cái T-shirt, ok, cái T-shirt, cái áo hình chữ T nha con, đúng hình chữ T, và con thử ra, con thử lấy hai cái ống tay ra, lấy con ra như này xem đúng chữ tờ, chữ T không? Ui, cái gọi T-shirt, yeah, T-shirt. T-shirt. Now look at me, look at the word and tell me, T-shirt. T-shirt, hả? T-S-H-I-R-T. T-shirt. Now, one more time, we say T-shirt. T-S-H-I-R-T. T-shirt. dành cho những bạn nào mà chưa biết viết thì chúng mình sẽ dựa trên cái spelling vừa rồi để các bạn viết vào vở nhá, hoặc là viết vào một mẫu giấy này, hoặc là vẽ sơ đồ tư duy nhá, cái này không nhắc nhiều đâu nha, right, để có một cái buổi học rất rất là hiệu quả, chứ không phải là ngồi đấy xong thì tự kiến thức của bay vào đầu đâu, không có đâu nha. Next Watch. one. What? Here. What? What? I have a what here? I have a what here? A smart what here? What? 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 Các bạn nào, one more time. Nào, cái what này thì các bạn rất hay xem, hay hay nhìn thấy từ này trong các cụm từ như kiểu là watch TV, watch a match. Giống như kiểu là xem TV hay là xem một trận bóng thì nó là từ watch đúng không? Xem. Cái từ này là từ xem mà đây là một động từ mà. Các bạn vẫn đúng mà, đúng không? Các bạn rất là đúng. Tuy nhiên, với nghĩa danh từ khi nó chỉ một đồ vật thì nó là cái đồng hồ đấy con ạ. Đồng hồ đeo tay. Ok. Sự kỳ diệu của tiếng Anh đâu nhỉ? I have a what. Now, write down WATCH watch. what. WATCH watch. What here? Good job. Có bạn nào đang có what trên tay không? Kỳ lạ ghê. Nhìn thấy tưởng cây kim đồng hồ, trong đồng hồ là cái chủ của bạn phù thủy chuẩn mà. Chuẩn luôn, tuyệt vời luôn, đây nó giống như cái chổi luôn, nó y hệt cái móc của mấy bà phù thủy luôn. Cái này kiểu nha, mà giống kiểu bạn nào mà sở hữu cái đồng hồ này, cô bảo thật luôn nha, bây giờ mà muốn kiểu muốn đi bay, em muốn muốn bay vào vũ trụ không trung các thứ nha, kiểu chỉ cần go go Power Ranger, cái giống kiểu siêu nhân này, bầm bầm cái tự nhiên hai cái chổi bay ra. Hai cái chổi nó bay ra. Không chơi các bạn nữa, thôi chơi các bạn thế thôi nha. Nào, okay, we have many words here. Today we have dress, glasses, hat, jacket, jeans, pants, purse, shirt, shoe, skirt, sock, t-shirt. And the last one is what. And now, this is a time of our exercise here. Hôm nay thì mình sẽ thử phối đồ cho các bạn mice ở đây nha. Mời các bạn sẵn sàng chưa để mình phối đồ nào? Phối đồ nha, phối đồ nha. Ước gì tóc dài như cô. Nuôi đi con. Được hết. Nuôi. Thời gian. Con học lớp 4 nhé. Linda học lớp 4 á. Thế thì vẫn học lớp cô được. Sao? Nào kể, nào bây giờ các bạn chuẩn bị phối đồ cho các bạn mice ở đây nhá. Hôm nay mình sẽ có 10 bạn chuột, 10 bạn mice. Thì mình phải phối đồ cho các bạn nào. Các bạn sẵn sàng chưa? Are you ready for the fashion time? Are you ready for this? Yes? You want it? Right. Listen. Nào, chúng mình sẽ nghe một đoạn. Cô, chúng mình sẽ nghe một đoạn nha, một đoạn xong thì xem là bạn này muốn mặc gì nha. Very easy. Hello, I need shoes. Hello, I need what? Need gì nhỉ? Hello,
I need shoes. What this? Can you comment the answers here? What can you hear about it? Shoe, Wanty, and say to me, it's a shoe, right? Good job, it's shoe. Very here. Good. Thank you. Thank you. It's the model here. Okay, next one, we will move another characters here. Hi, I need socks. Okay, what? What does he need? What does he need here? À, Hoàng Thiếu Anh tiếp tục. Oh my god, một cái đối thủ xứng tầm ngày hôm nay. Chúng mình đã có Hoàng Thùy Anh và hôm nay comment rất là dữ dội luôn. Mà cái lần nào đúng nhỉ? I need socks. Yes. Great. Thank you. Thank you. Tiếp tục nha. Cố gắng nào. Hello. I need a hat. What is this? Can you hear it? Oh. Who here? Võ Minh Khang, Phạm Khánh Hà. Ah, Phạm Khánh Hà means him. Have the answers about the hat here. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Hello. I need a t-shirt. Ah, oh, hello. Hello. I need a... Ai đây? Who come in first? Nguyễn, Vũ Nguyễn Linh Châu. Tuyệt vời. Đúng rồi. I need a t-shirt. Yes. Yes. Great. Tốt lắm. Thank you. Hi. I need glasses. Hi. I need glasses. À, ôi rồi vẫn tiếp tục là Vũ Nguyễn Linh Châu và Phạm Khánh Hà Min Jim. Với sự chênh lệch của tốc độ internet thì không có phải là quá là xa nhau. Chắc là mạng bạn nào khỏe hơn thì nổi cái đáp án lên trước thôi. Nào, với các bạn rất là tinh ý, có cả Hoàng Thùy Anh, Nguyễn Thanh Mai, Vũ Anh Huy, An Nhiên, Võ Minh Khang, Gia Ân. Đấy, mấy cái bạn này đã comment. À, kìa. Nào, chuẩn bị nào. Very good. Đúng rồi. Thank you. Đấy, quay cho cái glasses, cái mắt to hẳn đây. Tiếp tục nào, next one. Hi, I need a purse. Hi, I need a skirt, shirt. Purse. What exactly this? Cô thấy có bạn nào, có một bạn đã trả lời rất đúng nhỉ? Đó là bạn Nguyễn Thanh Mai. Okay. Nguyễn Thanh Mai, nghe nào. Hi. I need a purse. Đúng rồi, bạn Nguyễn Thanh Mai đã có comment đầu tiên sớm nhất và rất chính xác, đó là Hi. I need a excellent. Purse. Thank you. Excellent. Thank you. Nào, next one. Oh, bạn này lên trông trẻ trâu này. Các bạn nghĩ bạn sẽ mặc cái gì? Hi, I need pants. Okay, hi, I need. Hi, I need pants. A pants. Thank you. Bạn nào có đáp án đầu tiên ạ? Bạn An Nhiên, đúng rồi, An Nhiên. An Nhiên và Võ Minh Khang lặn lội đường xa đến đây. Yes, great. Một cây phun đen. Next. Hello, I need a dress. Which one here? À, Vũ Nguyễn Minh Linh Châu và An Nhiên đã nổi lên hai đáp án đầu tiên. Để cô sẽ chuẩn bị cho các bạn nghe lại nha. Hello, I need a dress. Hello, I need a dress. Cái từ need đây là cần nha. Mỗi một câu mà cô bật lời thoại lên cho các bạn thì các bạn nhại lại nha. Hello, I need a dress. Cái này cái dress mà đúng không? Cái nào? Cái dress nào? Chứ rồi cô quên mất rồi. Cái dress là cái nào nhỉ? Cái này hay cái này nhỉ? Cái trên hay cái dưới? Cái màu hồng hay là cái màu trắng đây? À, cái màu hồng. Cái trên, ừ đúng rồi, quên, vừa dạy các bạn xong bảo là phân biệt, kiểu thì lại quên rồi. Excellent, thank you. Rồi,
Phải là cái váy liền chứ cô, chính xác. Chuẩn. À, thế bạn này mặc cái gì đây? Ôi trời ơi. Hello, I need a skirt. Hello, I need a skirt. Cái này là cái skirt à? Skirt là cái gì con? Hello, what is exactly skirt meaning? Cái dưới. À, cái váy. Cái chân váy con nha, cái chân váy. Excellent. Ủa, xinh Thank quá. You. Chính quá, chính quá. Nào, cuối cùng nào. Hi, I need a jacket. What this? What does he need? À, did Vũ Anh Huy say that a jacket. Thank you, Vũ Anh Huy. Here is the jacket. Terrific. Thank you. Terrific. Cả lớp hôm nay đã phối đồ thời trang rất là thành công luôn. Được chưa nhỉ? Well, well. Em Ngọc is requesting remote control of our the screen. No. Nào cô bảo nhá, cô bảo ở lớp này đấy. Đấy là một cái bài tập xương xương thôi đấy nhá. Thì các bạn có muốn là cả lớp mình ai cũng có thể là được tương tác trên các cái trò chơi như thế không? Các bạn có muốn được tương tác trên các trò chơi như thế không? À, có đúng không? Các bạn có muốn là cả lớp mình sẽ cùng thi đua nhau học tập không? Có đúng không? Chứ không phải là các bạn chỉ ngồi ở trên lớp không các bạn đâu cô. Hôm nay con nào từ này có học không nhớ? Hay là cô học từ này có thế? À, đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? Thì các bạn có thể là sắp tới là mình sẽ có một cái lớp chung nha. Và các bạn sẽ cả bố mẹ là lên trên nhóm Zalo để cập nhật tình hình nha. Chúng mình sẽ có một chút thay đổi nhỏ trong quá trình vận hành lớp á. Đúng nhỉ? Yes, yes, yes. Và cô chắc chắn là bạn nào cũng có phần mềm riêng này và cô sẽ tặng cho tất cả các bạn luôn luôn học tập ở lớp cô Ngọc riêng cái bộ phần mềm vừa rồi để các bạn có thể là học tập và luyện tập nha. Sau đó các bạn sẽ chụp màn hình lại sau mỗi bài tập nha. Được không nào? Wow, wow, say wow. Nhưng mà phải là bạn nào 100 học tập cơ. Để chút nữa cô dở cái điểm danh nha. Cái điểm danh một tháng vừa rồi của các bạn ấy. Xem là tình hình là bạn nào chăm học thì cô tặng ở trên nhóm để các bạn tải về để chúng mình còn học và chúng mình tham gia lớp. Và đặc biệt nhớ là nhắc bố mẹ vào ngày mai cập nhật tình hình trên Zalo. Một là về cuộc thi The Super Kid, là mình sẽ nói về sự kiện lịch sử mà chúng mình nhớ đến. Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi nhỉ, hình như là 2 ngày nữa hay sao ấy, là dễ hết chương trình, hết cuộc thi rồi mà lớp cô Ngọc chưa có ai thi cả. Các bạn muốn các anh chị khác dần giỏi hết à? Không đúng không? Ừ. Thì viết xong gửi về đâu á? À, mình sẽ được quay video. Sau thì mình gửi vào nhóm giỏi tiếng Anh cùng con ở trên Facebook nè. Đây, giỏi tiếng Anh cùng con ở trên Facebook à. Here. You don't know anything. À, bây giờ con sẽ hướng dẫn các bạn nha. À, chưa xong bài đâu. Các bạn lại cứ chạy ra ngoài lớp sớm thế. Xem nào. Đây. Rồi. Đấy. Thực ra là lớp mình, các cái lớp cộng đồng thì có một cái page riêng của lớp mình mà. Dành cho bạn nào không biết thì mai cô sẽ đăng lên link nha. Đây, cuộc thi vận động hoành tráng với hơn 8.000 thành viên. Được không nhỉ? Luôn luôn có những hoạt động cũng như là bài tập của các bạn này. Có nhiều bài tập lắm. Ngày xưa các bạn làm bài tập các bạn up lên đây lắm. Nhưng mà chẳng qua là lớp mới của mình thì không có biết nhóm này thôi. Thì cô cũng chia sẻ đây luôn. Nhóm giỏi tiếng Anh cùng con là cái nhóm riêng dành cho các cái bạn học lớp cộng đồng để vừa thi và vừa cập nhật bài tập của cô á. Được chưa nhỉ? Và cô sẽ đăng link ở trên nhóm Zalo và các bạn nhớ cập nhật nha. Tại sao cô lại đặt tên là Ngố Ngọc thế? Đoán xem nào. Tại vì cô ngố mà, cô có thông minh đâu. Cô thông minh, nhưng cô gặp là ngố. Ok. Nào, thế nào nó nhỉ? Còn bây giờ các bạn biết không? Đó, thì lớp mình là bây giờ lớp mình là chuẩn bị là cũng phải ôn thi đúng không nhỉ? Cũng phải học tập rất là nhiều chỗ, học tập ở trên trường này. Mình lại còn học cả học thêm này. Mình lại còn học toán, học văn, học sử, học đạo đức, học gì, học
bùng 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 beng chết đầu lên đúng không? Nhưng mà các bạn nhớ này, lớp học của cô Ngọc chỉ có 2 buổi thôi, đó là thứ 2 và thứ 4, các bạn nhớ lên học đầy đủ nhá. Và sắp tới thì mình sẽ hướng đến một lớp chúng mình có tương tác với nhau nhiều hơn này, và mình sẽ có nhiều trò chơi để có thể mình tương tác trực tiếp trên máy của chính mình, chứ không cần chỉ cần mỗi xem ở trên máy của cô nữa. Và các bạn nhớ đi học đầy đủ để có thể cô chấm điểm danh và tặng cho cái bộ sách đấy cho các con nhá. And now that's the end of the class today. You need to go to the toilet and then you brush your teeth, you wash your face and go to sleep. Have a good night and see you on Wednesday. Bye bye. See you then. Goodbye. Bye. See you again. Em chào cô, chúng tôi gặp lại sau. Bye.